Okay. Hai con xe mình đây. Múc đi, múc đi. Múc tất cả thế giới luôn. Giới luôn mà này. Đây. Đây này. Biểu diễn máy xúc của cô gái chưa đầy 20 tuổi các bạn nhé. Đấy, mãn nhãn luôn. Phong cách rất là phong cách. Mãn nhãn với màn biểu diễn máy xúc của cô gái trẻ tuổi nhất. Nước cất luôn, cất rất ao luôn. Lại tán cái thằng quay phim thì thôi. Quá tân luôn. Chống rồi bạn ạ.
triển lãm của Sunny các bạn này. Dòng Sunny là dòng xuất xứ của Trung Quốc mới về đây các bạn này. Đây bạn nữ thử này. Wow, quá đã luôn. Quá đã bạn này. Quá đã luôn. À, dòng Sunny này thì mình cũng chưa thử đâu các bạn ạ. Đây là bạn nữ rất xinh gái là có thể là thử ở đây bạn nhé. Đây bạn thấy không? Đẹp từ dòng Sunny. Nữ rất là xinh đúng không? Xinh từ dòng Sunny bạn này. Tay Thuận à? À đang Tay Thuận. Máy khỏe quá mà. Quen đi đập phá rồi. Ở đây cũng xem có cưỡng chế. Có chỗ nào cưỡng chế là làm luôn. Quen đi đập phá. Tay Thuận mất lúc mới quen được. Đây, khá là đẹp mới đấy. Biết nói tiếng Trung nên hơi khó. Anh em sẽ quảng cáo cho anh miễn phí ở trên YouTube. Đây YouTube. Khi nào có em gửi cho. Thank you.
Khỏe ạ. Cái con đời cần ngắn. Vâng. Cần ngắn cho nên nó khỏe đòn lắm. Con đời cần ngắn cho nên nó khỏe đòn.